Bạn là một chuyên gia content marketing chuyên nghiệp trong lĩnh vực ABC. Công ty tôi bán sản phẩm A thuộc ngành hàng XYZ. Tạo giúp tôi kế hoạch nội dung cho Facebook trong 30 ngày. Có một sự thật thì đây chính là mẫu form tạo kế hoạch nội dung cho Facebook sơ sài nhất mà mình đã từng sử dụng trong quá khứ. Với mẫu form này, nó sẽ cho các bạn một bản kết quả vô cùng đẹp mắt. Nó sẽ có bao gồm là nội dung đăng, ngày đăng, thậm chí là CTA. Nhưng mình đã từng lãng phí rất nhiều thời gian cho mẫu form này, bởi vì nó chỉ đẹp chứ không hề giúp ích gì được cho mình. Vậy vấn đề ở đây là gì? Vấn đề thứ nhất là mẫu form vô cùng sơ sài, cho nên là phần kết quả chúng ta cũng không thể nào yêu cầu chi tiết được. Giờ giả sử như mình nhờ bạn lập kế hoạch nội dung Facebook cho bên công ty mình, nhưng mà bạn không biết được danh mục sản phẩm bên mình đang kinh doanh là gì, sản phẩm đó hướng đến ai và những đối tượng đó họ có nhu cầu thật sự là như thế nào, thì làm sao các bạn có thể lập được một bản kế hoạch content hoàn chỉnh được, đúng không? Thì ChatGPT cũng như vậy thôi. Cái vấn đề thứ hai nữa thường gặp ở những bạn sử dụng ChatGPT phiên bản miễn phí, đó chính là khi lập lịch thì chúng ta cần một cái lịch cho tương lai, nhưng mà ChatGPT luôn trả về lịch trong quá khứ. Với hai vấn đề này thì mình đã nghiên cứu và test vòng lặp hai mẫu form nâng cao và nó đã có thể giải quyết được vấn đề. Giờ chúng ta vào video nha. Form đầu tiên trên kênh của mình hầu như là đều nhờ ChatGPT xác định đối tượng khách hàng tiềm năng là ai. Thì đây chính là cái mẫu form mà mình đã sử dụng và đặc biệt là có tinh chỉnh một chút xíu. Bạn là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp với chuyên môn trong việc phân tích thị trường. Vui lòng tạo danh sách đối tượng có thể có cho trong mặt nhọn tên công ty, trong mặt nhọn lĩnh vực kinh doanh, trong mặt nhọn danh sách sản phẩm và trong mặt nhọn dịch vụ đi kèm. Hãy cho tôi biết về nghề nghiệp, độ tuổi và lý do họ cần sản phẩm. Trình bày câu trả lời của bạn trong bảng có các cột nghề nghiệp, tuổi và nhu cầu. Với cái mẫu form này, ChatGPT sẽ xác định được những cái đối tượng khách hàng tiềm năng nào phù hợp với sản phẩm bên mình, và đặc biệt nó còn xác định được nhu cầu cụ thể của đối tượng đó là gì. Bởi vì khi xác định được nhu cầu của đối tượng khách hàng tiềm năng rồi á, thì nó mới cho chúng ta một cái bản kế hoạch nội dung phù hợp với là nhu cầu của khách hàng đó. Trong phần này mình sẽ demo về một quán có tên là Mighty. Với danh sách sản phẩm và dịch vụ đi kèm như trên màn hình, có một lưu ý quan trọng là trước khi viết form thì bạn nên xóa lịch sử ghi nhớ của ChatGPT đi nha. Mình sẽ đọc sơ qua về cái bản demo của mình. Thứ nhất là về tên công ty Mighty. Công ty này phục vụ các món ăn vặt, món nước và món hot trend. Menu của quán thì ở đây mình có liệt kê ra hầu hết những cái sản phẩm mà bên quán Mighty có bán. Và cuối cùng là dịch vụ đi kèm, thì là sẽ có cho thuê phòng theo giờ để các bạn trẻ có thể tổ chức sự kiện, event, họp nhóm, tổ chức sinh nhật. Khi mà điền thông tin cho ChatGPT, các bạn cố gắng ghi càng cụ thể thì càng tốt hơn nha. Đây là danh sách các đối tượng tiềm năng có thể phù hợp với sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Thậm chí là sẽ có một số đối tượng tiềm năng khác mà chúng ta chưa từng nghĩ ra trước đó. Để xem mẫu form phân tích đối tượng khách hàng nâng cao hơn thì các bạn xem lại video này nha. Sau khi đã có được đối tượng khách hàng tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu này để tạo ra cái mẫu form thứ hai. Giờ là form thứ hai nha. Nếu bạn dùng ChatGPT phiên bản miễn phí thì cũng biết là ChatGPT không cập nhật theo thời gian thực. Nếu bạn yêu cầu nó lên lịch cho một tháng thì nó sẽ lên lịch cho tháng trong quá khứ. Chính mình đã gặp trường hợp này rất là nhiều lần trong quá khứ. Lúc đó thì mình nhờ ChatGPT lập cho mình một bản kế hoạch vào tháng Tết, nhưng mà nó lại trả về kết quả cho tháng hè. Thay vì nói là món nước này phù hợp cho ngày lễ Giáng sinh thì nó lại ghi là món nước mát lạnh này phù hợp cho ngày hè giải khát. Và đó chính là lý do mà mình đã tốn rất là nhiều thời gian cho mẫu form cũ, bởi vì mình phải ngồi sửa lại phần content mà ChatGPT đã cung cấp cho mình. Còn đối với mẫu form mới này, mình sẽ sẵn sàng demo cho tháng 12. Trong khi lịch đăng video này thì các bạn có thể thấy là mình đăng vào cỡ khoảng tháng 9. Những cái phần mà mình tô màu đỏ là nơi mà các bạn cần thế thông tin của mình vào. Form của mình cung cấp hơi dài, nhưng các bạn yên tâm, form dài, thông tin đầu vào càng chất lượng thì kết quả trả về càng tốt. Các phần màu đỏ lần lượt là đối tượng khách hàng 1, đối tượng khách hàng 2 và đối tượng khách hàng 3. Những đối tượng này thì các bạn chọn theo kết quả từ form 1. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ngày bắt đầu và ngày kết thúc kế hoạch. Mỗi tuần post bao nhiêu bài? Thì trong demo mình sẽ post 3 bài một tuần. Sự kiện đặc biệt trong tháng là gì? Chỗ này các bạn cần ghi rõ, ví dụ như là ngày nào là ngày lễ và ngày đó là bên bạn có làm việc hay không. Tùy theo lịch làm việc của bạn mà ChatGPT sẽ cho lịch vào ngày này là ngày thông báo nghỉ lễ hoặc là ngày đăng bài. Cuối cùng là thông tin chiến dịch quảng cáo nếu có. Nếu không thì các bạn chỉ cần ghi là không có như mẫu mà mình đang demo. Đây là kết quả mà ChatGPT đưa ra. Bạn có thể thấy ghi rõ ràng là vào ngày đăng, thời gian đăng cho ngày đó là vào mấy giờ, chủ đề chính của bài đăng là gì, đối tượng mục tiêu là gì. Cái phần này là vô cùng quan trọng nha, bởi vì chỉ khi xác định được đối tượng mục tiêu thì cái nội dung bài đăng nó mới bám sát được đối tượng này, chứ không thôi là bài viết của bạn sẽ vô cùng chung chung và không hướng đến bất kỳ ai. Tiếp đến là chúng ta sẽ có phần thông điệp chính và CTA, và cuối cùng là nội dung chi tiết. Giờ mình sẽ kéo thử đến ngày 25, tức là ngày lễ Giáng sinh. Đây, như các bạn có thể thấy, nó chỉ đăng đến ngày 24 thôi. Ngày 25 thì ChatGPT không đăng. Tại vì sao? Tại vì ở trên mẫu demo á, mình có ghi là ngày 25 tháng 12 công ty mình không làm việc vào ngày này. Thì điều đó có nghĩa là trong ngày 25 tháng 12 ChatGPT sẽ không lên lịch. Nhưng có một điểm đặc biệt ở đây, đó chính là vào ngày 24.
thì ChatGPT có lên một phần nội dung, đó chính là chia sẻ những khoảnh khắc Giáng sinh tại Mighty trước ngày lễ chính thức. Thì rõ ràng cái lịch này nó bám sát với thời gian thực tế, chứ không còn là một cái lịch chung chung là đăng vào ngày thứ hai là sản phẩm A, thứ ba là sản phẩm B và thứ tư là sản phẩm C. Ngược lại, ChatGPT có thể nắm bắt được những cái ngày cận kề trong lễ hoặc là những ngày lễ để mà có phần nội dung phù hợp hơn và sát với thời gian thực tế hơn. Nếu như bạn đã xem đến đây thì hãy comment vào video này chữ xem đủ. Khi mà mình thống kê có nhiều người xem rồi á, thì mình sẽ bắt đầu làm một cái mẫu form nâng cao hơn để cải tiến cho mẫu form hiện tại. Điều này sẽ đảm bảo là bạn sẽ luôn có mẫu form mới và cho ra kết quả mới hơn trong quá trình sử dụng AI. Và cũng nhớ thực hiện điều này trong những video cũ hơn nha.